Rồi, xin chào cả nhà. Bây giờ mình Ê, chưa? bây giờ là mình bắt con cá ké này nha, cá ké nè. Cá ké để mình cho đại bàng mình nó phi nó chụp mồi sống cho bắt xem nha. Rồi mình mời cả nhà xem nha, cái đại bàng nó phi đó nó chụp mồi sống nha các bác nha. Rồi, bây giờ rồi mình cho nó phi nó chụp mồi cho các bác xem nha. Các bác thấy cái ké nha. Đó. Thấy chưa? Nó bấu vô tài đầu quá. Nó bấu vô vô những tài đầu quá. Rồi nó thấy là nó phi nó chụp không? Giờ hết chim rồi, giờ con xé cho nó chụp cái vô xem nó. Đây đây rồi. Đây. Ăn đi con. Nó tính vô chuồng bồ câu à, nó tính thả lại đây hả? Nó ăn đi, nó tính vô chuồng bồ câu của mình đi chứ mới ghê chứ, thôi đóng cửa lại để vô bồ câu, sang bồ câu. Rồi chờ nó nha, nó giờ để cho nó ăn nha. Rồi.